Cái này cây hải châu nha bạn, gian đổ. Cái cây trong cỡ ngón tay. Có cụm gốc thì bự, cụm gốc thì bự hơn. Cụm gốc cỡ ngón chân cái các bạn. Cay lắm. Cái lá này hải châu nó nhiều dòng lắm nha bạn. Dòng này nó cỡ lá cỡ ngón tay mình nè, nó đang đầu trái quá trời nè. Cái này mình nhổ xe ra. Nhổ đâu nhỏ cho bạn, rễ dữ lắm. Rồi đi xe ra.